con gái con nứa đi lấy chồng rồi còn vác mặt vào cái nhà này làm gì nữa? Ai cho cô gắp thịt? Đồ của cô là rau đây kìa. Chị ăn ít thôi chứ béo quá không đỡ được đâu. Mà mẹ chuẩn bị sẵn rồi, thuốc bắc ấy nó sẽ làm hư thai. Bà định hãm hại con cái tôi để nó sảy thai đúng không? Vào đi con. Con cảm ơn bố. Đi từ từ thôi nhá. Dạ. Con ngồi đi. Con chào mẹ ạ. Con gái con nứa đi lấy chồng rồi còn vác mặt vào cái nhà này làm gì nữa? Bà buồn cười nhỉ. Chồng nó đi công tác, nó ở nhà một mình không người chăm sóc. Tôi phải đưa nó về chăm, chứ còn ai nữa. Con xin lỗi mẹ, chắc là con phải làm phiền mẹ một thời gian rồi ạ. Không phiền gì đâu con. Bà đấy ở nhà chơi suốt mà, con đừng lo. Bà ở nhà lo mà chăm con chu đáo vào đấy nhá. Tôi chăm một đứa đã mệt rồi, ông còn bác nó về đây làm gì nữa? Sao không để nó ở bên nhà chồng nó ấy? Bố mẹ chồng nó ở quê, con nó làm sao ở đấy được. Tôi không muốn con mình khổ, mà con dâu mình cũng đang có bầu đấy. Bà chăm luôn một thể có sao đâu. Con mà thiếu thốn gì thì bà đừng có trách tôi đấy. Rõ là đang yên đang lành. Bố ơi, hay là... Thôi, con đừng lo chuyện đấy, kệ bà ta đi. Việc của con bây giờ là ăn uống, tầm bổ cho khỏe, để cho cháu ngoại của ông còn khỏe mạnh chứ. Vâng, con cảm ơn bố ạ. Thôi, mình vào phòng đi con. Dạ. Con này là ăn cơm ạ. Ờ, đây, con ăn đi, ăn cho khỏe, cho cháu mẹ nó còn lớn nhanh. Mẹ. Ai cho cô gắp thịt? Đồ của cô là rau đây kìa. Ăn bám như cô ấy, chỉ được ăn rau thôi. Kìa mẹ, con của Nhàn cũng là cháu của mẹ, mà con của con cũng vẫn là cháu của mẹ. Sao mẹ lại phân biệt đối xử như thế ạ? Tôi chẳng có phân biệt gì cả. Tôi chỉ thấy là đứa nào có ích ý, thì được ăn nhiều. Còn cái thứ bỏ đi như cô ấy, chỉ chăm chăm vác về nhà chồng, chăm để bỏ bèn cái gì. Đây này, đồ của cô đấy. Đây này, ăn đi. Con ăn đi, kệ nó. Ăn trứng. Tôi thấy mẹ nói đúng đấy, chị chỉ là người đến ở nhờ thôi. Chị ăn ít thôi chứ béo quá, mẹ cũng đỡ được đâu. Đúng đấy, tôi thấy cô béo quá rồi đấy, ăn ít thôi. Mẹ vào đi ạ. Ừ. Con vẫn chưa ngủ à? Con chưa ạ. Có chuyện gì đấy ạ? À không, tự nhiên hôm nay mẹ nghĩ lại, mẹ thấy mẹ đối xử với con tệ quá, thế nên mẹ muốn chuộc lỗi. Không sao đâu ạ, con cũng quen rồi mà. Thủy này, mẹ xin lỗi, con đừng giận mẹ nhé. À, hôm nay ấy, mẹ có sóc thuốc bổ cho hai đứa, cái Nhàn nó uống rồi. Còn con uống đi cho nó bổ. Thuốc bắc ạ? Uống có sao không ạ? Con làm sao đâu, ngày xưa mẹ uống suốt ấy, uống thuốc bắc ấy, vừa mát mẹ lại mát con, bổ lắm đấy con ạ. Vậy ạ? Ừ. Con cứ yên tâm mà uống, mẹ chỉ lo cho con thôi, nên là con cứ uống đi nhá. Vâng ạ. Thủy, dừng lại. Con được uống cái này. Sao thế hả bố? Mẹ có ý tốt sắc thuốc cho con mà. Tôi có ý tốt, đã sắc thuốc cả buổi sáng. Vậy mà ông nỡ lòng nào nói như thế. Bà đừng có gian dối nữa. Tôi thừa biết ý định của bà rồi. Bà định hãm hại con cái tôi để nó sảy thai đúng không? Cái gì? Bố nói sao cơ ạ? Làm như thế liệu có ổn không mẹ? Nếu bố phát hiện ra thì sao? Ông ấy đi công tác rồi, sang tuần mới về. Hơn nữa, việc này là phải làm nhanh gọn lẹ, như thế mới không bị phát hiện. Mình làm như thế có ác quá không ạ? Ồ hay, ác cái gì mà ác. Cái sau này nó đẻ ra một thằng con trai, rồi sau này ông ấy lại xót con xót cháu, rồi ông ấy chia phần tài sản hơn. Thế thì làm thế nào? Con ấy
là con phải biết nghĩ cho con của con đây này. Con biết là như thế, nhưng mà con của con đã ra đời đâu. Phải lo trước chứ. Mà mẹ chuẩn bị sẵn rồi, thuốc bắc ấy, nó sẽ làm thông thai. Lát mẹ sẽ mang vào phòng cho nó uống, rồi thuốc sẽ ngấm từ từ. Sau này thai hư rồi, đố bác sĩ tìm ra nguyên nhân. Nhưng mà mẹ có chắc chắn là sẽ không lộ không cả? Chắc, con yên tâm đi. Mà mẹ nói thật, mẹ làm việc này cũng là lo cho con, cho cháu mình mà thôi. Chứ lỡ sau này tài sản mà đi ra chỗ khác thì làm sao? Đảm bảo sau này tài sản toàn bộ thuộc về nhà mình, sẽ không có một đồng xu nào lọt ra ngoài cả. Thôi, bây giờ đi vào phòng để mẹ mang thuốc cho nó. Có chuyện đó thật sao? Tôi thật không ngờ lòng dạ của bà lại hiểm ác thật đấy. Chỉ vì chút tiền bạc của cải mà bà nỡ lòng nào giết cháu tôi sao? Tôi xin ông tha cho tôi biết tôi sai rồi. Xin lỗi, cứ sai là xin lỗi. Có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện dễ dàng như vậy à? Tôi sẽ cho bà lên công an để bà biết mùi vị cầm tù thế nào. Ông ơi, tôi xin ông tha cho tôi không muốn ngồi tù đâu. Thủy ơi, mẹ biết là mẹ mù quáng, mẹ xin lỗi con tha cho mẹ đi. Con bảo bố con được báo công an được không con? Bà có biết là con nó lúc nào cũng nghĩ tốt cho bà không? Thủy nó đã nói với tôi là sau này nếu tôi phân chia tài sản thì không cần phải để cho nó một đồng nào cả. Nó có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân mình. Bà có biết là nhà chồng của nó giàu đến cỡ nào không? Gấp 5 lần nhà mình còn chưa hết. Bà tưởng là nó cần cái số tài sản còn con của nhà mình sao? Ông nói thật ư? Tôi thật không ngờ suy nghĩ của bà thiểm cận như thế. Tôi thấy thất vọng với bà. Tôi sẽ cho bà đi công an. Tôi xin ông. Đi. Ông ơi, tôi xin ông. Thủy ơi, con thả cho mẹ đi. Tôi xin ông. Bố ơi, thôi đi ạ. Mẹ đứng lên đi. Dù sao cũng là chuyện trong gia đình. Tốt đẹp thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại. Mẹ cũng biết lỗi rồi. Bố cho mẹ một cơ hội để sửa sai đi ạ. Đúng đấy, cho tôi một cơ hội đi ạ. Tôi biết tôi sai rồi mà. Thôi được rồi, nể con tôi nên tôi mới cho bà một cơ hội này. Bà phải biết trân trọng nó. Nếu bà để xảy ra một điều tương tự này thì đừng trách tôi đấy nhá. Vâng, tôi xin hứa. Cảm ơn ông. Thủy, mẹ cảm ơn con. Mẹ biết mình thật tệ. Mẹ xin lỗi con. Xin lỗi con nhiều lắm. Mẹ xin hứa, từ bây giờ mẹ sẽ thay đổi, sẽ đối xử thật tốt với con và cháu của mình. Được rồi mà mẹ, không sao đâu. Chỉ cần mẹ biết thay đổi là con mừng rồi. Cảm ơn con. Bố thấy gia đình mình đoàn tụ, yêu thương nhau như này là tốt lắm rồi. Thôi, ăn cơm đi các con. Dạ vâng ạ. Mời bố mẹ. Con mời bố mẹ ăn cơm ạ. Đây, ăn đi con. Mẹ cứ kệ con. Ăn vào cho khỏe. Chị ăn đi cho mẹ vui. Em cũng cảm thấy có lỗi khi biết mẹ làm như vậy mà không ngăn cản. Chị tha thứ cho em nhé. Chị em với nhau không cần phải khách sáo đâu. Chị cũng không giận. Chỉ cần là mọi người vui vẻ hạnh phúc là chị mừng lắm rồi. À, em với mẹ có quà cho chị đấy. Quà gì vậy? Đây là viên uống tảo sâm với thành phần của các dược liệu quý như tảo xoắn spirulina, tảo liệu chlorella và glutamin, tinh chất cần tây kết hợp với sâm tố nữ collagen giúp làm đẹp da, mời nám da, sáng da, tàn nhang, giúp da trải sáng tự nhiên. Nhiều tác dụng vậy à? Vâng ạ, chị cứ yên tâm, bầu bí dùng cũng an toàn và hiệu quả lắm. Chị cứ nhìn em làm nhân chứng sống như này, mỗi ngày cần dùng 2 viên là da sẽ trắng sáng mịn màng, không tàn nhang, không nám sạm
mà tảo sâm là sản phẩm nổi tiếng của thương hiệu Polino, có cả kem sát trùng điện tử chống hàng giả đấy chị ạ. Vậy chị yên tâm rồi. Mẹ và nhà muốn xin lỗi con nên mua quà tặng con đấy. Con nhớ dùng thường xuyên nhá, hết mẹ lại mua cho. Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ, chị cảm ơn nhá. Bố thấy gia đình mình đoàn tụ yêu thương nhau như này là bố mừng lắm rồi. Thôi, nào, cả nhà mình ăn cơm đi. Vâng, dạ. Ăn đi, ăn nhiều vào con nhá. Con xin ạ. Con nữa nhá. Ừ, nhiều vào nhá. Ăn đi ạ. Đây, mẹ ăn đây. Ừ. Xong rồi ông ạ. Hai đứa đâu nhỉ? Xong chưa? Một con xong rồi đấy ạ. Giời ơi, gớm. Hai chị em dạo này khăng khít ra phết đấy nhỉ. Sau việc hiểu lầm nhau lần trước thì bọn con cũng hiểu nhau hơn rồi bố ạ. Đấy, gia đình vui vẻ như thế có phải thích hơn không? Chứ như ngày trước ấy, đấy là ngột ngạt. Tôi biết tôi ích kỷ rồi mà, ông cứ nhắc mãi. Mà bà nuôi hai đứa thế nào? Khéo thế, chồng chúng nó trắng trẻo, xinh xắn hẳn ra đấy. Tất cả đều là nhờ những món mẹ nấu và tảo sâm của cô Hino đấy ạ. Con dùng hợp lắm, da cứ trắng sáng lên từng ngày. Con cũng thế. Gớm, cô không phải khoe là có mẹ tâm lý thế. Thôi, cả nhà mình cùng đi thôi, nhờ. Vâng, thôi mình đi thôi. Ừ, không hai đứa, lại đạnh là lần sau không có dịp nào để đi nữa. Thôi đi nào. Con đau bụng quá. Nó làm sao ấy? Bà nó. Bà nó. Bà. Con ơi. Sinh rồi. Sinh rồi à? Thế gọi taxi à? Gọi cả chồng nó về đi. Gọi. Bà ơi, gọi ai nhỉ? Gọi bác sĩ à? Gọi chồng nó. Chồng nó à? Gọi taxi. Gọi taxi à? Cứ không đợi nhá. Con ơi, bình tĩnh. Thở sâu nào. Điều kỳ diệu mang tên